Lưu lưu, chúng nó đã hết đồ ăn và bây giờ là em phải nấu. Tôi sẽ phải thái hết số này. Trời ơi, nhiều quá. Ê. Đây, cái khoản mà nhóm lửa là lười nhất. Lúc nào cũng bắt bố nhóm lửa đây này. Kể cả nhóm bếp ở trong nhà hay là ngoài đi nấu cám cũng nhờ bố nhóm lửa. Xong rồi đấy, xong rồi đấy. Bố nhóm lửa nhanh lắm. Ui, và bây giờ là cây cuối cùng. Để cái cây này, cái phần mà to nhất. À, và là cây to nhất. Thái vào hết khô cái này. Thì băm riêng thái thì thái thêm bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái khoản băm này thì trời ơi bất đắc dĩ. Giờ út nó đi học, đứa thứ hai nó đang nấu ăn và bây giờ là tôi phải làm thêm. Mỗi tuổi là giao nó biết là ngô cho bao nhiêu sẽ đủ, nhưng mà mình cứ chỉ trồng một cái một nồi này thôi. À, một nồi này cũng nhiều đấy. Đây, trộn lẫn thế là xong này. Và là cây chuối này là không phải băm nhuyễn nhiều. Thế là do mình tự về. Còn hàng bao nhiêu cũng dùng nữa. Con lợn. Bên kia là con lợn của nhà em. Có hoa bí hai luôn. Đây nữa, nhiều lắm, hoa bí nhiều. Mỗi tội lười hái. Thơm nha, cái mùi hoa bí này nó rất là thơm luôn các bạn ạ. Bữa đẹp nhỉ. Nó đẹp. Con nãy con tổng số con rất là đẹp. Nào Su, thế là hết một ngày. À mà câu cho chồng quá à con câu thà. Đây ăn cơm thôi, đơn giản thế này thôi, còn thiếu món rau nữa. Mời cả nhà nhé.